Con trai Jennifer Phạm gây ngỡ ngàng với diện mạo lớn nhanh như thổi. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Jennifer Phạm đã đăng tải khoảnh khắc hội ngộ bên quý tử của mình bên Mỹ. Người đẹp chia sẻ về Mỹ chấp nhoáng nhưng vẫn kịp hẹn hò với anh người yêu Kim Sung Nam. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ về tình cảm ngọt ngào của hai mẹ con thì nhiều dân mạng còn bày tỏ sự bất ngờ vì Bảo Nam đã ngày càng trở nên trưởng thành và chững chạc hơn. Theo đó, cậu bé diện chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ vest màu xám cùng với chiếc cà vạt như một thanh niên chính hiệu khi đứng cạnh mẹ mình. Thậm chí Bảo Nam còn cao hơn cả mẹ. Nhiều khán giả đã để lại bình luận như là nhìn giống hai chị em vậy. Hai mẹ con dễ thương quá, mặc đồ này như trai Hàn Quốc vậy Nam ơi. Được biết thì Jennifer Phạm đang có chuyến xuất ngoại sang Mỹ để thăm con. Bảo Nam là con trai của Hoa hậu Jennifer và ca sĩ Quang Dũng. Hậu ly hôn thì cả hai vẫn giữ một quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc cho con trai.